shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em vừa về được một chiếc máy rửa bát Panasonic NPTM6. Một chiếc máy còn rất là đẹp mà nhé, chất máy rất mới luôn. Phải nói là con nào đẹp, con nào mới thì trên clip em đều có nói ngay. Còn đẹp đến mức độ nào, đẹp đến bao nhiêu phần trăm thì thật sự nó không có cơ sở gì để em nói là bao nhiêu phần trăm cả. Cho nên là đây các bác có thể nhìn thấy trên clip nó là thực tế, máy rất là đẹp. Mặt nhựa còn rất là sáng, như mình nhìn mua hàng bãi nhé. Nhiều bác chú ý đấy, tiểu tiết quá, một vết xước nhỏ hay là một vết móc nhỏ thì thật sự nó không đáng để mình chú ý đến. Vì khi mua hàng bãi mình mua, mình tập trung vào một con máy, nó đều chất máy, nó còn ít dùng hay nó nhiều dùng, hay nó dùng nhiều đấy. Còn mình nó cái chuyện móc hay là xước là do vận chuyển về Việt Nam thôi đấy. Chứ còn bảo là một con máy hàng bãi vận chuyển qua container về Việt Nam cả vài nghìn cây số mà lại không xước sắt móc méo thì qua bao nhiêu khâu mà thì nó hơi khó đấy. Quan trọng là cái chất máy nó dùng ít hay dùng nhiều. Đây con này TM6 con này còn rất đẹp nhé, chất máy dùng cực ít luôn. Và hàng có như nào nói với các bác nó là sự thật là như vậy, chứ không phải là mình bán mà mình cứ nói vống lên. Đây, lưng điếc đây các bạn này, vẫn nguyên nhá. Điều gì mà chả có những vết xước tránh làm sao được, thế là cái chuyện đương nhiên rồi. TM6 này đời 2013 đây. Một con máy em đánh giá là cái chất máy nó còn rất mới nhá, đã kiểm tra bên trong và vệ sinh rồi, bỏ ra bên trong khoang máy dưới rất là sạch sẽ đẹp. Máy rửa hoàn toàn là nước nóng nhé, các bác có thể nhìn trong nội thất, các bác nhìn biết là con máy là nó dùng nhiều hay dùng ít chưa, rất là sạch sẽ. Nhựa nhiếc thì còn như mới luôn, các cái tay phun các bác nhìn này. Đấy. Máy rất là mới nhé, gioăng chỉ này, gioăng thì không bao giờ lo, bọn Panasonic hay là bọn Nationa Nhật này nó hở gioăng bao giờ cả. Cái điều đấy thì các bác loại trừ ra khỏi cho em, không cần phải suy nghĩ đến. Đây dây mây so thứ mới tinh này, nói chung là một con máy cực mới luôn, không còn gì phải bàn cãi về nó cả, không có điều gì phải nói về con máy này nhá, cực mới luôn, về chất máy cực mới. Đây con này em bán giá là 6 triệu nhá, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.